Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học về bài Buying a New Car. Là mua một cái xe hơi mới mà ha, New Car. Hello there, how can I help you today? Hôm nay thì tôi giúp được gì cho bạn nè? I'm looking to upgrade. Looking to, tôi đang xem xét. Việc upgrade là nâng cấp. To a bigger, với một cái gì đó lớn hơn, car, một cái xe hơi lớn hơn today, hôm nay. Đó, tức là muốn mua một cái xe hơi lớn hơn. My wife and I, vợ tôi và tôi, are expecting, đang mong chờ, our third child, cái đứa con thứ ba của mình. And we need, và chúng tôi cần, a bit more space. Space là không gian. A bit là một chút, more là rộng hơn, lớn hơn, một cái nhiều không gian hơn. Now, I completely understand. Completely là hoàn toàn. Tôi hoàn toàn hiểu được. Are you thinking of? Bạn có đang nghĩ về a car, một cái xe hơi, cái xe 4 chỗ mà nghe ha, or an SUV, hay là một cái xe thể thao mà đa dụng. Or are you interested in, hay là bạn hứng thú quan tâm đến a van, những xe bán tải mà nghe ha. I think, tôi nghĩ we would like an SUV. Chúng tôi thích một cái xe thể thao đa dụng. But that isn't too big, nhưng mà nó đừng có too big, là quá to. We prefer, chúng tôi thích something, một cái gì đó with decent gas mileage. Mileage là có lợi, gas là về nhiên liệu, về xăng. Decent là khá là tiết kiệm xăng, khá là có lợi về cho nhiên liệu. We have a new, chúng tôi có một cái hybrid SUV, là một cái xe thể thao đa dụng mà động cơ lai tạo, hybrid, động cơ hỗn hợp lai tạo. That may be great. Nó có thể là tuyệt vời for your family, cho gia đình bạn. Take a look. Hãy xem qua. Wow, this is really nice. Nó thật là tuyệt. It has leather interior. Interior là cái nội thất bên trong mọi người. Leather là làm bằng da. A backup camera. Camera phía sau. Video screen. Màn hình video for kids, cho những đứa trẻ. An optional third round seating. Seating là chỗ ngồi. Third là thứ ba, round là hàng ghế. Hàng ghế ngồi thứ ba, optional là tự chọn. Tùy chọn có nghĩa là mình có thể gấp nó lại để mình mở rộng không gian, hoặc là mình mở nó lên thành một cái hàng ghế nữa mọi người. Very nice. Rất là hay. How is the gas mileage? Còn cái việc tiết kiệm nhiên liệu thì sao? It gets about, thì nó mất tiêu tốn khoảng 40 miles, tức là 40 dặm per gallon, tức là một gallon đi được 40 dặm, 40 dặm một gallon. That is incredible. Incredible là đáng kinh ngạc. That's better, nó thì tốt hơn. My current car, cái xe hiện tại của tôi. How much is it? Giá nó bao nhiêu? The price $40,000. Giá là 40.000 đô. Would you like to try it out? Try it out là thử, bạn ha, lái thử á. Bạn muốn lái thử không? Definitely là chắc rồi. Let's take it for a test drive. Test drive là lái xe thử bạn ha. Hãy đưa nó đi lái thử. What do you think? Bạn nghĩ làm như thế nào? It was great, nó rất là tuyệt. A smooth ride. Ride là cái việc lái này thì rất là smooth, là êm ái, lái êm ái. And very comfortable, rất thoải mái. We have some great financing deals. Chúng tôi thì đang có những cái financing là về tài chính. Deals là những cái thỏa thuận. Những cái điều kiện về tài chính, những cái thỏa thuận về tài chính going on, đang triển khai, đang thực hiện right now, ngay bây giờ thì đang có những cái hỗ trợ về tài chính rất là tốt, đang được triển khai bây giờ đó. Sounds good to me, nghe rất là hay với tôi đó. Let's talk it out, hãy nói rõ ra the details, chi tiết, tức là nãy nói chi tiết ra hơn. Awesome, tuyệt vời. Let's head to my office. Head to là đi thẳng đến. My office là văn phòng của tôi. Rồi, mình có cái từ hôm nay là expect, là mong chờ, động từ hoặc là hy vọng. I expect, tôi hy vọng, that, rằng, he will, anh ấy sẽ be back, quay lại on Sunday, vào ngày Chủ nhật. Hoặc cũng có thể dịch là yêu cầu hoặc đòi hỏi. Và mình có cái cụm là to be expected, là rất có thể xảy ra, được mong chờ, có thể xảy ra. Side effect là tác dụng phụ mình ha. Giống như khi mình mua thuốc hay là mình dùng một cái gì đó nó có tác dụng phụ á, thì gọi là side effects. Are expected là rất có thể xảy ra. Tác dụng phụ thì rất có thể xảy ra. Tiếp theo là chữ test. Danh từ là bài kiểm tra hoặc là sự thử nghiệm. A blood test là kiểm tra máu này mọi người. Hoặc là động từ nó là thử hoặc kiểm tra. She tested, cô ấy đã kiểm tra the whole class, toàn bộ lớp học. Rồi bây giờ mọi người cùng nghe qua hội thoại ha. Hello there, how can I help you today? I'm looking to upgrade to a bigger car today.
My wife and I are expecting our third child, and we need a bit more space now. I completely understand. Are you thinking of a car or an SUV? Or are you interested in a van? I think we would like an SUV, but one that isn't too big. And we'd prefer something with decent gas mileage. We have a new hybrid SUV that might be great for your family. Take a look. Wow, this is really nice. It has leather interior, a backup camera, video screens for the kids, and optional third row seating. Very nice. How's the gas mileage? It gets about 40 miles per gallon. That's incredible. That's better than my current car. How much is it? The price is $40,000. Would you like to try it out? Definitely. Let's take it for a test drive. What do you think? It was great. A smooth ride and very comfortable. We have some great financing deals going on right now. Sounds good to me. Let's talk out the details. Awesome. Let's head to my office. Rồi, bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình rất là mong mọi người sẽ có những cái tiến bộ trong việc học và mình xin chào mọi người.